Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 24 tây tháng 8 năm 2024. Giờ này là 6 giờ 10 phút sáng ngày 24 tây. Ở Việt Nam thì là 6 giờ 10 phút chiều rồi tối. Thế thì hôm nay là tháng 8 rồi, hết gần cuối tháng 8 rồi, thì chỉ còn hơn một tháng nữa thì chúng ta lại ở Hoa Kỳ cũng như ở Canada, ở Mexico, nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục thêm một giờ. Tuy nhiên cái chuyện đó là chuyện của tháng 10. Bây giờ vấn đề mình nói chuyện của tháng 8. Tôi nhớ hồi nhỏ học ấy, thì đi học có được học là tháng giêng, tháng 2, tháng 3 là mùa xuân. Tháng 4, tháng 5, tháng 6 là mùa hạ. Tháng 7, tháng 8, tháng 9 là mùa thu. Tháng 10, tháng 11, tháng 12 là mùa đông. Nhớ ngày xưa cái sách, cái thời của chúng tôi nó cũng còn... Nó còn những cái học bài học vỡ lòng như vậy. Tôi không biết là cái sách bây giờ nó có những cái bài học vỡ lòng như xưa như thế hay không. Rồi trước thế hệ chúng tôi thì các vị nào lớn tuổi cũng biết là có những tập sách in cho học trò học rất là căn bản, dạy cho học sinh những cái bài gần gũi thiết thực về cách xử sự của con người khi gặp người lớn, khi gặp người nhỏ, khi ăn, khi uống, rồi hay lắm. Như học ăn, học nói, học gói, học mở, vân vân. Thì thời của chúng tôi thì nó cũng còn, nhưng mà nó ít hơn một chút. Thì rõ ràng cái con người mình khi sinh ra thì đâu có ai biết gì đâu. Chỉ có cái tiếng khóc chào đời. Rồi dần dần rồi mình lớn lên. Rồi mình bắt đầu mình bò, rồi mình đi chập chững. Rồi mẹ mình mới dắt tay cho mình đi chập chững. Cho tới khi mình đi một mình không còn mẹ dắt tay nữa. Rồi bắt đầu cho tới lớn lên mình đi vào lớp học là học trò, học sinh. Thì bắt đầu mình học những cái điều để cho nó được trọn vẹn cái nhân cách của con người. Thì cái trường học nào cũng có, mình tới trường thì cũng có câu tiên học lễ hậu học văn. Trước là học cái lễ nghĩa, sau là học cái văn hóa, vân vân. Rồi nó gắn liền với cái tuổi thơ rất là nhiều cái bài học hết sức là hồn nhiên, trong sáng và đủ đầy cái nhân cách của con người. Cho tới khi bắt đầu con người mình lớn lên, nghĩa là mình tự xa lìa cái sự dìu dắt của cha mẹ, của thầy cô, gọi là mình thành đạt rồi đó. Thì bắt đầu mình tiếp cận với những cái cuộc sống. Bắt đầu lúc đó con người mình tự làm chủ ý của mình. Nên hư thành bại là do chính mình. Nhưng mà thực tế thì cái gì nó không qua cái ban đầu. Nếu như hồi mình còn học trò, học sinh, nếu mình được gặp một cái hoàn cảnh nào đó nó tươi đẹp, nó trong sáng, nó làm cho thôi thúc cái trí não mình, hay gọi là cái tinh thần của mình, cho tới khi mình lớn lên trên cuộc đời thì mình cũng sẽ tươi đẹp như vậy. Giống như hồi nhỏ mình bị những cái bất công, mình bị những cái phiền não đau khổ, mình bị những cái gọi là áp bức, cái mà ép bức, hay là mình bị những cái gọi là đánh đập,
mình bị những cái cơ cực. Thì khi mình lớn lên cuộc đời thì mình bắt đầu nó có hai cái chiều hướng. Một là chiều hướng thiện, hai là chiều hướng ác. Hướng thiện có nghĩa là con người đã trải qua cái đó rồi, cho nên có sự cảm thông và quyết chí mình sẽ làm những điều tốt đẹp để giúp người, để giúp đời. Còn ngược lại thì có người vì bất bình, bất mãn hoàn cảnh của mình, cho nên mình hận đời, thù đời, mà mình phải làm cho điều ác hơn nữa để mình trả thù đời, vân vân. Thì vậy mà nó hơn thua chỗ là khi đi tới ngã ba đường thì mỗi người chọn cho mình một cái lối đi. Trên bước đường tu của chúng tôi cũng như vậy, thưa quý vị. Nếu như chúng tôi thấy tôi có những cái điều, có những người bạn bè tôi họ có những cái may mắn, họ được gặp những vị thầy cao cả, hy sinh, cống hiến, dạy dỗ, thì lại được những vị thầy đó họ họ có những cái điều thăng tiến, họ có những cái điều đạo đức, họ có những cái phẩm hạnh rất là tốt. Nhưng giá như tôi cũng có những người bạn họ không gặp may mắn, họ gặp những vị thầy tà bạn ác, họ gặp những người thiếu cái lòng thương, thiếu cái giới hạnh, thiếu cái tâm đối với tâm bảo, đối với đạo, thì vô tình những người đó họ bất bình, bất mãn, họ sụp đổ cái tư tưởng của họ và họ tiếp tục đi vào con đường ác. Thì như vậy chỉ một ý chí của mình thôi, nhưng mà mình có thể vươn lên được, trở thành một con người có lý tưởng, có giải thoát, có giác ngộ. Dù rằng giác ngộ không phải một sớm một chiều, nhưng mà nó có khơi cái mầm và nó có cố gắng để vươn lên. Còn ngược lại cũng có người đó, cũng ý chí đó, nhưng mà không khéo họ lại hận đời, họ lại thù đời, họ lại chà đạp để họ họ muốn làm cho những cái mà họ đã bị đau khổ đó cho người khác phải đau khổ như họ và hơn họ, họ mới bằng lòng. Vì cuộc đời đã làm cho ta chán chường, cuộc đời nó làm cho ta đau khổ, cuộc đời đã làm cho ta ngao ngán, thì ta phải làm gì đó cho người khác cũng phải ngao ngán, cũng phải chán chường, cũng phải đau khổ. Thực tế là nó như vậy. Thành ra trải qua những cái tháng năm tôi lăn lộn, tôi sống với những cái nơi chốn có nơi này nơi nọ, tôi chợt nhận ra điều đó và tôi mới tự quyết định cuộc đời của mình. Dẫu rằng có những cái lý tưởng của tôi có thể trình bày ra được, nhưng cũng có những cái lý tưởng mình khó thể trình bày ra được. Có những người họ âm thầm, họ ôm ấp cái lý tưởng họ không hề nói ra, thậm chí cho tới khi họ nhắm mắt tắt hơi của cõi đời này cũng không hề nói ra, để cho người sau họ mặc tình họ bàn luận, hoặc là tốt hoặc là xấu, hoặc chê bai chỉ trích, hoặc khen tặng tán dương, không nói ra. Mà những người đó là họ sống rất nhiều về nội tâm. Riêng về tôi thì tôi nghĩ rằng mình không nên che giấu, không nên cất giữ. Đối với đạo pháp, đối với lý tưởng thì nó phải sáng tỏ, nó phải phơi bày. Đành rằng mình có thể được trọn vẹn hay không trọn vẹn, nhưng ít nhiều mình phơi bày, mình sáng tỏ lý tưởng của mình thì mình sẽ có những cái người đồng hành với sự cảm thông. Ngay cả ở trong nhà, con cái không hiểu được lý tưởng của cha mẹ là gì,
cha mẹ càng không hiểu được lý tưởng của con cái là gì. Ngay cả trong đạo, đệ tử không hiểu được ông thầy lý tưởng là gì, mà thầy cũng không hiểu được lý tưởng là gì. Cho nên từ cái chuyện mà không hiểu nhau đó, kinh nó xảy ra những cái mâu thuẫn, và nó trở thành xa cách. Nó trở thành xa cách. Mà xa cách đó, nếu như chúng ta cố tình mà chúng ta không có cảm thông hàn gắn được, thì cái xa cách nó ngày một xa cách. Đường thầy thầy đi, đường trò trò đi, đường cha cha đi, đường con đi, không gặp nhau được. Bởi vì các vị biết rằng cái căn cơ, cái trình độ con người, nó có khi nó chỉ tối thiểu chức định nào đó thôi. Nhưng mà có người thì bị cái bản ngã che chắn, nghĩ rằng mình hiểu như vậy là đã đủ rồi, đã cao rồi. Có người thì hiểu cao và cứ mãi khiêm cung, khiêm hạ rồi. Cho nên từ đó mà hai cái nó mãi che chắn lẫn nhau. Thì cái ánh sáng của Phật Pháp nó chỉ len lỏi thôi, chứ nó không thể nào chiếu hòa quyện được hết. Ngày nay cũng như vậy. Đối với đạo Phật, nếu như đứng một khía cạnh nào đó về cái Nikaya, kinh tạng Nikaya, thì họ chỉ cố thủ, họ chỉ chấp theo cái kiểu đó mà thôi. Còn giá như một người nào đó đứng trên tinh thần Đại Thừa Phật giáo phát triển, thì có khi cũng lầm tưởng, lầm chấp, để rồi lấy tinh thần Đại Thừa đó làm cái phương tiện mà không dẫn dắt người ta về tới cứu cánh. Cho nên từ đó đạo Phật không chẳng những ngàn năm trước cho tới ngàn năm nay, cho tới ngàn năm sau, thì không thể gặp nhau hết được một lý tưởng, một tư tưởng. Nhưng mà mai thai nhờ như vậy mà đạo Phật mới tồn tại và len lỏi khắp các châu lục. Chứ nếu như gặp nhau một lý tưởng, thì thưa quý vị, không thể nào đạo Phật tồn tại tới ngày hôm nay. Nhờ có cái sự vận hành, nhờ có cái tuệ tri, nhờ có tuệ giác của chư là Đại Tổ Sư đi ngang qua những khúc quanh lịch sử, cho nên mới để lại cho con cháu một cái lớp màu mỡ phù sa. Nhưng mà tiếc thay, con cháu chúng ta không đủ khả năng để đón nhận, để dung bồi, để tái tạo, để giữ gìn cái lớp màu mỡ phù sa đó. Có nhiều lúc tôi đọc những cái án văn của thời nhà Trần, nhất là cái tác phẩm đầu tiên của thời nhà Trần, đó là tác phẩm Khóa Ưu Lục của vua Trần Thái Tông, và cho tới tác phẩm mà để sáng tỏ cái thời Phật giáo Việt Nam nhà Trần hoàng kim nhất, đó là Cư Trần Lạc Đạo Phú của vua Phật Hoàng Triều Ngự Trần Nhân Tông. Tôi tự hào lắm. Tôi tự hào rằng dân tộc ta, Phật giáo ta, nó có một vị, trước mắt là một vị minh quân vĩ đại, một anh hùng của dân tộc, rồi là một bậc giác ngộ của Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà tiếc thay là nếu như ai theo con đường đó thì lại họ nghĩ rằng nó quá đốn giáo, nó quá cứu cánh, khó thể nhiều dắt được cái tầng lớp sơ cơ. Vì vậy mà họ mới mượn những cái hình ảnh, những cái hình thức nó thiết thực, gọi là cầu nguyện, gọi là van xin, gọi là lễ bái, gọi là phương tiện, để cho đó là giữ gìn, là phát huy. Kể cả sư ông Trúc Lâm đem cả một cái nhiệt huyết
để phục hưng Phật giáo Việt Nam nói chung, trong đó đó là cái cốt lõi của thời Trần. Vậy mà sư ông còn đó, nhưng có thể nói rằng lần lần nó sẽ đi vào dĩ vãng. Tôi biết nói ra như thế này nó sẽ gọi là một cái sự coi như là cho là một cái sự không có tôn trọng lắm chứ thế hệ đời sau ông, chứ không phải. Nhưng mà sự thật nào rồi nó cũng sẽ trở thành sự thật. Có những cái sự thật rồi nó cũng sẽ trở thành sự thật. Không phải chờ khi nó hiển bày ra rồi mình mới nói. Tại sao người xưa người ta tôn trọng những cái gọi là sám giảng, những cái tiên đoán, những cái bạn gì đó tiên tri, thì tại sao đối với chúng ta ngày nay đối với Phật giáo là một cái điều rõ ràng, điều chân thật nhất mà nó hiển lộ ra như vậy mà mình không dám nói là sự thật? Mà chúng ta chỉ vì một sự ích kỷ nào đó, chúng ta vì một sự tình cảm nào đó mà chúng ta quên đi một cái lý tưởng chung và quên đi một cái tinh thần tập thể chung. Cho nên ngày hôm qua có một vị đại diện để mà một đại diện cho một số quần chúng. Tôi xin phép dùng cái từ quần chúng thì nó hơi nặng nề, bởi vì quần chúng này nó có bầy đàn, nó có bầy chúng ở trong. Cho nên tôi dùng cái từ quần chúng. Chứ nếu là đại diện cho một số trí thức, một số gì tinh thần đạo, thì tôi không gọi danh từ quần chúng. Tôi gọi quần chúng là có sự hỗn tạp trong đó. Muốn can ngăn tôi, muốn tôi phải như thế này, phải như thế đó. Khi nói một việc gì đó, chỉ nói mé mé thôi, đừng nói thẳng. Thậm chí đừng nói lôi tên ra, thí dụ như Minh Tuệ, Minh Đạo, chỉ nói mé thôi. À, Phật dạy như vậy, giáo luật như vậy, vậy thôi, chứ đừng nói ông đó như vậy, ông đó như vậy, tên đó như vậy, người đó như vậy. Thì tôi nói thật sự tôi không có màu mè. Hoàn toàn từ xưa tới nay hiện tại này chưa gì ích kỷ cá nhân. Mà lúc nào cũng tôn trọng cái tinh thần tập thể. Dù rằng giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay được mang tiếng là giáo hội quốc doanh, được mang tiếng là giáo hội nhà nước. Dù rằng trong cái đó cái tập thể giáo hội giáo Việt Nam tôi đều đều biết mà vẫn có thể là hơn phân nửa những người đội cái lớp áo tu hành để có chức vị ở trong đó, chứ không phải vì cái tinh thần của đạo. Tôi biết hết chứ mà tôi biết. Nhưng mà tại sao khi đụng việc cái nào đúng tôi vẫn nói đúng, cái nào sai tôi vẫn nói sai, chứ tôi không hề binh trọn vẹn, mà tôi cũng không hề chà đạp thê lương. Bởi vì thật ra mà nói cái giáo hội giáo Việt Nam ngày nay dù mang tính như thế nào đi nữa, nhưng mà cũng là từ các bậc tôn túc lớn, vì hoàn cảnh, vì thời đại, vì đại cuộc mà các ngài cũng phải hy sinh, chứ không lẽ bỏ hết tất cả. Nếu như các vị nói rằng là giáo hội quốc doanh thì như vậy, ngày xưa vậy, thì đặt lại vấn đề cái người chủ tịch đầu tiên là ông Trí Thủ, rồi tới ông Trí Tịnh, trong đó cả có ông Minh Châu, ông Thiện Siêu vân vân. Những ông này, thật sự những ông này không xứng đáng để ta tôn thờ hay sao? Mà mấy ông này không đủ trình độ trí tuệ mà để phải nô lệ, phải theo một cái tổ chức mà để cho hư danh một cái danh dự, cái danh
cái sự tu hành cũng như cái sự lý tưởng hay sao? Nhưng mà có những cái hoàn cảnh, có những cái hoàn cảnh mà không thể khác hơn được. Thì các vị nhìn kỹ lại, có những cái hoàn cảnh không thể khác hơn được. Nếu khác hơn thì phải có khi cả hy sinh tánh mạng, nhưng mà không lợi ích gì. Hy sinh tánh mạng để cho người ta khen ngợi, người ta quý trọng, người ta cho đó là giữ gìn lý tưởng, nhưng mà rồi lợi ích gì cho nhân quyền xã hội? Cho nên vậy mà tôi nói ra để tôi mong rằng các vị có những cái sự cảm thông, hiểu điều đó,